Mời quý độc giả của Báo Đồng Nai theo dõi tin nhanh audio hôm nay thứ năm ngày 16 tháng 3. Sau đây là các tin tức đáng chú ý. Nhiều sai phạm trong quản lý đất đai xây dựng tại huyện Trảng Bom Ủy ban nhân dân tỉnh mới đây đã có văn bản về việc xử lý kết luận thanh tra số 06 ngày 2 tháng 2 năm 2023 của Sở Tài nguyên Môi trường về các sai phạm trong quản lý đất đai xây dựng tại huyện Trảng Bom. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu kiểm điểm cá nhân tổ chức để xảy ra sai phạm đất đai trong tháng 3 năm 2023. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường đôn đốc theo dõi Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom khắc phục những tồn tại thiếu sót Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom có trách nhiệm khắc phục các tồn tại theo kết luận thanh tra, tổ chức kiểm điểm các tổ chức cá nhân để xảy ra sai phạm, báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Nội vụ trong tháng 3. Sở xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu kết luận thanh tra, kiểm tra việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ huyện Trảng Bom, xử lý đúng quy định. Sở Nội vụ theo dõi đôn đốc kiểm điểm các tổ chức cá nhân để xảy ra sai phạm, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm điểm tổ chức cá nhân thuộc diện quản lý của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 3 năm 2023. Trước đó, Sở Tài nguyên Môi trường đã ban hành kết luận thanh tra về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, công tác chuyển mục đích sử dụng đối với đất nông nghiệp và xử lý vi phạm hành chính về đất đai tại huyện Trảng Bom. Theo đó, trong 2 năm 2020 và 2021, tại huyện Tràng Bom đã xảy ra nhiều sai phạm. Qua kiểm tra thực tế tại các xã Sông Thao, Quảng Tiến, Sông Chầu, Hưng Thịnh, Tây Hòa, Đông Hòa, Hồ Nai Ba, Bắc Sơn và thị trấn Tràng Bom, ghi nhận có dấu hiệu phân lô xây dựng trái phép nhưng vi phạm chưa được xử lý, Đặc biệt tại xã Hưng Thịnh phát hiện hơn 10 trường hợp thuê đất nông nghiệp xây dựng nhà xưởng. Ủy ban nhân dân xã đã xử phạt vi phạm hành chính nhưng chưa cưỡng chế buộc khôi phục lại hiện trạng. Xây thêm trường lớp không để phát sinh học ca ba ở Tràng Dài. Bí thư Thành ủy Biên Hòa Võ Văn Chánh vừa đi kiểm tra thực tế về công tác xây dựng cơ sở hạ tầng tại phường Tràng Dài, trọng tâm là việc kiểm tra xây dựng trường lớp nhằm không để phát sinh học ca ba trong năm học tới. Kiểm tra dự án trường tiểu học Trảng Giải 4 đã chủ trương xây dựng trên diện tích 1,1 ha tại khu phố 4. Bí thư Thành ủy yêu cầu Phòng Tài nguyên Môi trường Biên Hòa phối hợp với các sở ngành của tỉnh hoàn thành các thủ tục để kịp trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh sắp tới về kế hoạch sử dụng đất. Hiện trên đất chỉ còn một hộ dân nằm trong diện giải tỏa nên phải trực tiếp công khai kiểm kê, đền bù ngay trong tuần tới để sớm tiến hành khởi công xây dựng. Dự án trường tiểu học Trảng Giải 3 được quy hoạch đã nhiều năm nhưng không thực hiện được do có 53 hộ dân phải giải tỏa. Lãnh đạo thành phố giao Ủy ban nhân dân phường và Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Biên Hòa ra soát lại khu đất 5.000 m2 quy hoạch trung tâm hành chính của phường tại khu phố 4B. Nếu phù hợp sẽ xây thêm trường mới tại đây. Với trường tiểu học Nguyễn Thái Học hiện hữu, ban quản lý dự án thành phố Biên Hòa được giao khởi công xây thêm 15 phòng học ngay trong tháng 4 năm 2023 và phải kịp đưa vào sử dụng đầu năm học tới để không phải dồn số lượng học sinh quá 50 em một lớp. Bổ sung tính năng hiển thị thời gian chưa đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp trên ứng dụng VSSID. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa thực hiện điều chỉnh nâng cấp ứng dụng VSSID. Theo đó, ứng dụng VSSID được nâng cấp lên phiên bản 1.6.5, bổ sung tính năng hiển thị thời gian chưa đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp tại chức năng quản lý cá nhân, quá trình tham gia. Cụ thể, bổ sung hiển thị tổng thời gian chưa đóng, xem chi tiết thời gian và đơn vị chưa đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại cơ quan bảo hiểm xã hội đang quản lý, đồng thời thực hiện gửi thông báo trên ứng dụng VSSID cho người lao động về thời gian chưa đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của đơn vị sử dụng lao động. Thời gian gửi thông báo là vào ngày 10 hàng tháng. Như vậy với tính năng vừa cập nhật này, người tham gia bảo hiểm xã hội sẽ nắm được thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của mình cảnh báo nguy cơ tiếp tục phát sinh dịch bệnh dại. Sau khi xảy ra trường hợp một nhân viên của phòng khám thú y bị chó dại cắn ở xã Tây Hòa, huyện Tràng Bom, Tri cục chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn đã tiến hành điều tra dịch tễ và nhận định mầm bệnh dại đã lưu hành âm thầm trên đàn chó mèo ở diện rất rộng, nguy cơ tiếp tục phát sinh dịch bệnh dại thời gian tới là rất cao. Tính từ tháng 12 năm 2022 đến nay, bệnh dại đã lây lan tại 3 huyện thành phố, trong đó đánh giá dịch tễ ca bệnh dạy trên người tại phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tử vong vào tháng 12 năm ngoái là rất phức tạp. Điều đó cho thấy mầm bệnh đã lưu hành âm thầm trên đàn chó mèo ở diện rất rộng. Trong khi đó, công tác tiêm phòng dạy hiện nay còn chậm nên nguy cơ tiếp tục phát sinh dịch bệnh dạy chó mèo trong thời gian tới là rất cao. Chỉ cục chăn nuôi thú y đề nghị các huyện thành phố cần đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vaccine dạy cho đàn chó mèo khỏe mạnh trên địa bàn. Ngành chức năng cũng khuyến khích tiêu hủy chó mèo có dấu hiệu mắc bệnh dại, chó mèo chưa được tiêm vaccine phòng dại nhưng đã tiếp xúc với chó mèo mắc bệnh dại. Trường hợp không tiêu hủy thì phải nuôi cách ly để theo dõi trong vòng 14 ngày, nếu phát hiện dại thì phải tiêu hủy theo quy định. Tàng trữ pháo nổ và vũ khí thô sơ bị phạt hơn 37 triệu. Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp ngụ phường An Bình số tiền hơn 37 triệu đồng về các hành vi tàng trữ pháo nổ, tàng trữ chế tạo vũ khí thô sơ cụ thể là ông NVC bị xử phạt với 3 hành vi vận chuyển tàng trữ trái phép pháo với hai bánh pháo hoa nổ có tổng trọng lượng 3 kg. Vận chuyển tàng trữ trái phép đồ chơi nguy hiểm bị cấm là một khẩu súng đồ chơi nguy hiểm. Chế tạo, trang bị, tàng trữ, vận chuyển, sửa chữa, sử dụng trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, chi tiết, cụm chi tiết vũ khí là hai viên đạn cao su. Tổng số tiền bị xử phạt là 37,5 triệu đồng. Số tăng vật cũng bị tịch thu để tiêu hủy theo quy định. Trước đó, ngày 2 tháng 3, công an thành phố Biên Hòa kiểm tra và phát hiện ông NVC đã thực hiện ba hành vi nói trên. Hạn chế đốt cỏ rác mùa hành khô. Công an tỉnh vừa có văn bản yêu cầu công an các huyện, thành phố tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong mùa nắng nóng hành khô. Cụ thể là yêu cầu công an cấp huyện chủ động tham mưu ủy ban nhân dân cung cấp, tổ chức tuyên truyền khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lan cháy lớn lồng ghép thêm các giải pháp như yêu cầu người dân không đốt cỏ, đốt rác vào buổi trưa, buổi chiều khi có gió lớn, không đốt cỏ khô, rác đồng loạt trên một diện tích lớn để kiểm soát được đám cháy. Chỉ đạo lực lượng công an cấp xã phối hợp với chính quyền địa phương ban hành và niêm yết các biển cấm, biển cảnh báo và quy định về sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt để người dân biết và thực hiện. Với các địa phương có rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất thì chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với lực lượng kiểm lâm, tổ chức kiểm tra đột xuất về điều kiện an toàn trong công tác phòng chống cháy rừng. Tăng cường tuần tra, giám sát nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các điểm cháy rừng khi vừa phát sinh. Sắp hoàn thành mở rộng nút giao gây kẹt xe ở khu vực cầu Hiệp Hòa. Dự kiến ngày 18 tháng 3 tới đây sẽ hoàn thành quá trình cải tạo mở rộng nút giao cầu Hiệp Hòa, đường Nguyễn Thành Phương. Trước đó từ đầu tháng 3, Trung tâm Dịch vụ Công ích thành phố Biên Hòa đã thực hiện cải tạo nút giao đầu cầu Hiệp Hòa với đường Nguyễn Thành Phương thuộc phường Thống Nhất. Đơn vị thi công tiến hành tháo rỡ gờ lề bộ hành trên cầu với chiều dài khoảng 15 m ngang 1,7 m, di rời một trụ đèn chiếu sáng, một trụ đèn tín hiệu giao thông, thay thế 85 m cáp cấp nguồn, đồng thời sửa chữa cải tạo mặt đường sau khi tháo dỡ gờ lề bộ hành. Nút giao cầu Hiệp Hòa đường Nguyễn Tri Phương là một trong những cửa ngõ để người và xe di chuyển từ ngã tư Vũng Tàu, cầu An Hảo vào trung tâm thành phố Biên Hòa và ngược lại. Do đó khu vực trên thường xảy ra ùn tắc cục bộ vào các khung giờ cao điểm. Quý vị vừa nghe tin nhanh audio của báo Đồng Nai. do xuân lượng thực hiện chịu trách nhiệm xuất bản kim ngân